tiếp tục sẽ là một phản ánh đến từ Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, có một khán giả tại huyện Thanh Oai, Hà Nội có phản ánh về tình trạng trên địa bàn ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai có một điểm tập kết rác thải được người dân xử lý ở đây, nhưng mà đã gây ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Cụ thể thì điểm tập kết rác thải qua đoạn cổng làng Chuông gần với tuyến quốc lộ 21B tại xã Phương Trung huyện Thanh Oai, hàng ngày ở đây xuất hiện việc đốt rác để xử lý, khiến cho khu vực trên luôn ở trong tình trạng ô nhiễm môi trường. Mỗi khi mà đốt rác thì khói đen tỏa ra môi trường kèm theo mùi khét lẹt. Trước tình trạng trên, khán giả mong muốn đơn vị chức năng môi trường huyện Thanh Oai cần phải có những giải pháp để có thể xử lý rác thải nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ thông tin, phản ánh, góp ý từ quý vị khán giả. Thư tay quý vị có thể chuyển về chúng tôi trong địa chỉ là kênh VTC9 tại tòa nhà VTC23 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ở đường dây nóng của chúng tôi 0901812999 hoặc là email vtc 9 đường dây nóng A, vtc gov vn luôn sẵn sàng đón nhận thông tin từ quý vị khán giả.